Chào các em, giờ mình sẽ sang phần format theo điều kiện nâng cao ha. Trong bài trước mình chỉ nghiên cứu về format cho từng ô một trong một cột thôi, đúng không? Giả sử bây giờ thầy muốn format là nguyên một dòng mà luôn thì làm sao? Đúng không? Giả sử mình cần format là các dòng sản phẩm mà nguyên một hàng như vậy luôn nè, chứ không phải chỉ là một ô thôi. Đấy, như vậy nếu chúng ta giả sử mình lấy cái hàng Australia đi, thì em vào đây thì em chọn là formatting hay là sales rule ha, thì em chọn text content chữ Australia ha. Đấy, thì chỉ có sao thì em chỉ có một cái ô nó được tô màu thôi. Mình muốn tô màu cả một dòng luôn để mình dễ nhìn thì phải làm sao? Thì cách làm như sau ha, chúng ta phải dùng hàm để xử lý. Trước tiên nè, thì em sẽ chọn ô đầu tiên và thì em nhấn Ctrl Shift qua phải xuống dưới. Được chưa? Nhớ là chúng ta chọn nhưng mà chúng ta không có chọn tiêu đề nha, không chọn cái dòng đầu tiên ở trên, chọn từ cái dòng đầu tiên có số liệu thôi. Rồi chúng ta mới vào trong Home nè, vào trong formatting ha, và chúng ta tìm phần là new rule, tức là lúc này mình sẽ tạo ra cái luật cho riêng mình chứ mình không có phụ thuộc vào các điều kiện format ở trên đây nữa. Được chưa? Ta vào trong new rule, rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong use formula to determine which cells to format, tức là tìm sẽ nhập công thức vào trong ô này. Được chưa? Chọn ô này ha, sau đó nhấn vào đây. Rồi lúc này ta nhập công thức vào, tìm gọi giống bằng vô. Được chưa? Công thức mà bằng rồi, và điều kiện là cái gì? Điều kiện là cái cột này nè, những ô nào trong cột này mà nó có chữ Australia thì nó sẽ format cả một dòng ở lên màu đó, thì bằng cách là click vào ô đầu tiên thôi. Được chưa? Vậy ô này sẽ tượng trưng cho cả một cột. Được chưa? Tên như vậy thì sao? Nó sẽ chạy từ đầu đến cuối cột, có nghĩa là mình sẽ mở cái dòng ra, tức là nó sẽ chạy từng dòng xuống. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ không khóa số 7 lại, tìm xóa dấu đô la 7 đi. Mình không khóa số 7 tức là mình cho nó chạy xuống dòng 8 nè, dòng 9, dòng 10, chạy xuống cuối cùng luôn. Nhưng mà cột thì sao? Cột thì mình phải khóa lại, tức là phải có dấu đô la trước chữ G, tức là mỗi cột G này, cột country này mới có chữ Australia thôi. Các cột F, E, D, C, B nó không có chữ Australia nên buộc mình phải khóa mỗi cột G thôi. Được chưa? Vậy điều kiện là như vậy. Và nó phải bằng đúng cái chữ là Australia. Nhớ là Australia nằm trong dấu ngoặc kép nha tụi em, tại đây là kiểu kiểu chữ, được chưa, trong ngoặc kép ha. Rồi sau đó chúng ta mới vô format, chúng ta tìm tô màu nó, như vậy chọn là chữ in nghiêng đi ha, rồi kiểu viền là chấm chấm đi, rồi màu nè ha, outline tô màu viền nè, rồi chữ cho màu cam luôn, in đậm in nghiêng luôn ha. Ok rồi, ok ok luôn nè. Rồi tìm thấy không, như vậy thì nguyên một dòng ngang luôn ha, dòng bằng Australia lập tức nó sẽ được là tô nổi bật lên. Được chưa? Đó thì đây là cách chúng ta format theo điều kiện mà chúng ta highlight nguyên một dòng sản phẩm luôn chứ không phải chỉ là một một ô thôi. Như vậy chúng ta có thể kết hợp nhiều điều kiện được không? Ví dụ bây giờ là nó vừa là sản phẩm của Australia mà phải vừa là trái cây mới được. Được, làm sao tụi em ha? Bây giờ điều kiện nè, vừa sản phẩm Australia mà phải vừa là trái cây thì làm sao? Thầy thử nha. Tụi em sẽ làm lại bằng cách là chúng ta sẽ xóa cái điều kiện đi. Thì cách mà chúng ta xóa đi cái format điều kiện á, là chúng ta cũng vào Home nè. Chúng ta chọn là formatting. Có một là Clear Rules. Được chưa? Thầy đã hãy chọn là Clear rules from selected cells, tức là mình chỉ xóa điều kiện trong cái vùng mình chọn thôi. Còn nếu mà tìm chọn clear rules from entire sheet, tức là tất cả những cái format điều kiện trong cả cái trang này nó sẽ mất hết. Được chưa? Vậy thầy sẽ chọn là entire sheet. Đó, thầy xóa tất cả mọi thứ luôn. Rồi làm lại ha. Mới vào home nè, chúng ta format điều kiện này ha. Chọn là new rule. Được chưa? Rồi, nhớ chọn use formula. Rồi, chỗ này công thức nha, ta sẽ bằng nè. Bằng cái gì? Sẽ bằng đầu tiên all country. Nè, nhớ chỗ này chúng ta sẽ mở số 7 ra, khóa cột G thôi. Rồi, bằng là Australia. Nhớ mặt kép nha tiệm. Rồi, và cột category phải là fruits mới được. Như vậy chỗ này buộc mình phải có cái hàm and, hàm và. Hàm and thì ta sẽ gõ là hàm and trước nè. Rồi, mở ngoặc đơn nha.
điều kiện nè, ô này Australia phải, được chưa? Ô category là ô này, được chưa? Tương tự category là cột D, như vậy mình khóa mỗi D thôi, còn số 7 mình vẫn mở ra để nó chạy từng ô xuống, ô 8, 9, 10 này chạy hết bên dưới, nó kiểm tra từng dòng một ha. Rồi nó phải bằng là gì ạ? First, mở mặt kép ha, first. Rồi đóng mặt lại, được chưa? Bây giờ format ha, như thầy muốn là fill màu xanh đi, được chưa? Phông chữ in đậm bên nghiêng và chữ màu trắng, ok ha, ok luôn. Rồi tạm thử kiểm tra nha. Đây, Australia nhưng mà phải là first mới hiện lên, được chưa? Còn Australia nhưng mà vegetable thì không lên. Thử có phải không nha? Tìm tìm thấy một dòng Australia đi. Đây, Australia nè, mà vegetable này không, nó không hiện lên, chỉ có fruits mới hiện lên thôi, được chưa? Rồi tiếp theo nữa, bây giờ giả sử là thầy muốn thay đổi cái kiểu format thì làm sao? Đúng không? Mình không muốn là kiểu xanh nó thấy nó mờ quá, thầy muốn thay đổi kiểu màu vàng cho nó bạn đi làm sao? Tương tự ha, chúng ta lên trên cùng, rồi chúng ta chọn lại cái bảng này tiếp, nhớ là chọn ô đầu tiên có số liệu nha, không chọn tiêu đề ở trên, ô đầu tiên thôi. Ctrl Shift qua phải nè, xuống dưới nè. Rồi chúng ta vào trong Home nè, trong Formatting nè. New rule là tạo ra cái lực format mới. Clear rule là mình xóa hết tất cả format. Vì trong Manage rule, nhớ nha, là quản lý các cái lực của mình đã tạo ra. Như vậy tìm vào trong Manage rule, tìm thấy nè, đây là điều kiện tìm đặt ra nè, tìm sửa nó lại. Nếu Delete rule, tức là mình xóa hết, mình sẽ Edit rule để mình chỉnh sửa. Đấy, ha, mình sửa màu lại. Như vậy giờ thầy muốn sửa thành màu cam đi. Fill thành màu cam ha. Đấy. Ok. Ok luôn. Thì lúc này em thấy nó sẽ ra là màu cam. Được chưa? Đó là cách chúng ta format nâng cao bằng cách chúng ta dùng hàm để chúng ta xử lý trong format theo điều kiện.